Hello nha, chào mọi người nha, chào mừng các bạn quay trở lại với channel mình là Từ Từ Đường Phố đây, rất vui gặp mọi người nha. Nếu rất thoải mái và thư giãn xem clip của mình, anh em hãy đừng quên like và share để khi nha, đăng ký kênh, nút đăng ký bên góc trái màn hình nha, anh em mà đăng ký kênh như bật chuông thông báo lên để nhận tất cả video mới nhất cũng như là sắp tới từ mình. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Ok, quay trở lại clip trưa nay là ở clip trưa nay thì chúng ta sẽ đi giúp X10 nha mọi người nha. X10 cao cấp và con nào VIP không, level 85 hiện giờ đang đứng top 17 ở server 722 anh em. Và mình nghĩ rằng sẽ sau ngày rút X10 ngày hôm nay sẽ là một phút bật phá lớn để có thể coi con đạc này có top ở trong server này anh em. Ok, giờ thì đầu tiên mình sẽ kiểm tra xem là họ bét đây nha mọi người nha. Anh còn 125 dư khá là còn nhiều. Theo lời bạn chủ à thì đây là lần đầu tiên em nó rút X10 luôn. Nó cày khá là chất nha mọi người nha. Và em nói mình câu là anh cứ thoải mái KC, chả cần phải nghĩ gì hết cứ thôi. Đó, bịp không nhưng mà chất vậy anh em. Đó. Bạn đi nhắn tin bạn đấy bảo mình là anh cứ thoải mái. Hôm nay thì như anh em cũng đã biết thì hôm nay là đang trong sự kiện rút X10 cho Masadao, một con Pokemon phải mình nói thật là ở đây anh em nào fan của Masadao like phát còn này dạo phát. Like phát ngay dưới comment luôn, cảm ơn bạn nhiều. Ngoài ra thì mình mới thành lập một kênh livestream mới. Lý do thành lập thì mình đã nói từ đợt trước rồi. Đó thì trưa nay mình sẽ bắt đầu livestream lại, anh em là hứng thú thì qua kênh like nhá. Mình có để phần mình mô tả và phần bình luận nha mọi người nhá. Đó thì anh em là hứng thú thì ghé qua kênh like xem ủng hộ, cảm ơn bạn rất nhiều. Trưa nay mình sẽ like ở kênh Hiếu Stream nha mọi người nhá. Mình đặt là Hiếu Stream, anh em nào rảnh gì chưa ghé qua. Ok. Thì Marshadow là con Pokemon mình nói thật là ở các phiên bản sắp tới nó update rất là khỏe luôn. Anh em nông dân nên tranh thủ kiếm lấy một cháu mà chơi. Nó sắp tới mà Pro 3 các kiểu anh em. Marshadow nên bá chủ thôi, đột phá skill các kiểu anh em. Marshadow phiên bản sắp tới rất là mạnh, mình sắp tới cũng sẽ chơi. Ở bên ông nào chính mình thì có rồi, đang đợi mảnh bá chủ thôi. Tuần trước nó đổi bằng mảnh thường thì ra mình không đổi được, chứ đang đợi nó vào nó mà đổi bằng đèn bí đỏ là mình khô máu luôn anh em. Ok, trở về vấn đề chính thôi. Hôm nay thì giờ thì mình cũng không dài dòng làm gì, bắt đầu đi up X10 cho bạn chủ ạc thôi nha. Để đảm bảo thì mình sẽ rút X1 một đầu phát đầu tiên. Đấy. Để đảm bảo cho nó ăn cho nó hết anh em. Ok, nếu là theo lời bạn chủ ạc thì hai phát đầu tiên sẽ ra một con léo lên gần, mình mong rằng sẽ ra được nhiều bet ngon chọn ý vì đầu sao đây là lần đầu ra. Và nhiều bet đang mình sưu tập tiếng được. À mà mắc mình nhận con ong này. Chó điện này. Để mình đã xem là sưu tập bạn này được bao nhiêu bộ rồi. Hình ảnh 213 nha mọi người nhá, để xem này up X10 lên được bao nhiêu cháu. Đấy, đúng thì điều này sẽ ra một trò len gần nếu mà chưa gấp. Đây là lần đầu tiên. Có ra len gần không? Biến thuật kỹ thuật, biến thân. Uầy. Đen thế. Ai ra AZ bao giờ? Cái con này là con trong bộ bạ hổ yếu nhất luôn anh em. Hôm nay mình ra 4-5 giáo đang gần nha, mốc 15k phải ra nhá. Còn giáo sư nhá. Thè non hiện biển nhau tí nào. Lần số 4 anh em. Audilo. Akana. Makai. Tiếp tục đợt này sẽ ra một trò đang gần anh em, lần này mong rằng sẽ bé ngon. Nhẫn thuật kỹ thuật, yến hơn. Trên cả tuyệt vời anh em. Uầy. Ôi giời ơi, còn gì tuyệt vời hơn anh em. Masadao kết hợp vịt bầu. Bộ đôi không chế đánh ra đấm thế này thì bạn này có mà đánh chết con người ta anh em. Bác này còn đang có PR nữa cơ. Nhưng mà PR không đi đâu mấy Masadao nha mọi người nhá. Tiện nói luôn. Tiếp tục nào. Hôm nay mong rằng mốc 15k bác giáo sư cũng thương tình để thủ tiết tí anh em. Cũng cho mình con năng gần cho bạn chùa. Đây là phát 12k, một lần tới mong rằng sẽ ra cho nên gần. Giang mô, hai cha chống thế hệ giàu anh em, mấy con bé này khá là ngon đấy. Về thêm sưu tập thôi, về tranh thủ tiến hóa lên đấy, thêm sưu tập ảnh thôi. Emoga, bé này thì đẹp anh em. Ở trong hoạt hình nhìn đẹp lắm nhưng ngoài nhìn nó cũng bình thường. Trong hoạt hình xem nó đẹp hơn rồi luôn. Mốc 15k lâu lắm rồi mình chưa rút X10, mà mốc 15k này thấy nổ lên gần anh em. Thường cái mốc này ở 5k này nếu nổ lên gần á thì sẽ ra các Pokemon ở trong mê cung và thường sẽ ra hai con nếu như nó có khả năng nổ. Nhưng mà khả năng nổ mốc 15k này thường là rất là hiếm anh em, tình trạng rất là ít. Lâu lắm rồi. Mình nhớ vậy tí từ đợt tháng mấy năm ngoái là mình còn ấp ra được chứ đâu nói đi nó thôi chứ nó chắc chắn là khả năng nó ra rất thấp rồi anh em, tỷ lệ 1/11% mà. nên là chúng ta cũng không phải bàn luận làm gì cho phiền người ra. Còn hai lần nữa thì là sẽ full đủ anh em. Rồng đất này, con này chơi khá là hay, bữa mình bảo là mình review thử mà cứ quên anh em, là mình sẽ làm cái video thử review con đấy xem nào. Đấy, giờ up được bao nhiêu phát rồi ta nhỉ? 9 lần rồi đúng không? Có đúng không vậy? À, ừ đúng rồi anh em, còn 3 phát nữa mà mình nhìn đúng rồi. Đúng rồi anh em, không sai, còn 3 phát nữa. Chúng gì càng to càng nhỏ. Giật mình lên, ấy voi ma mút anh em này. Giật mình lên lại tưởng hết kim cương mới khổ anh em. Rồi. Từ nhanh từ trả lời sau nha. Olalegai này. Pincer. Eseben. Ok, đây là pass cuối cùng và mình mong rằng ở pass này sẽ ra một cháu khá là ngon để viện trợ cho ấy. Kể ra ấy, cả ở lượt này ra bộ 3 thanh kiếm hy sinh thì mình nghĩ đây cũng là một combo Pokemon khá là thú vị đó. Rồi không dài dòng làm gì, chúng ta sẽ bắt đầu. Này. Cái đùa anh em, được mỗi cháu vịt bầu đó à? Thật sự nó đùa anh em. Được mỗi cháu vịt bầu là ngon thôi anh em. Còn lại như vứt đi hết. Ok, nhưng dù sao bạn trò cũng đã có ổn bét rồi, nên mình nghĩ nếu mà ra nhiều len gần thì bạn đã mất công chọn lựa mọi người. Thường là vậy anh em, thường hay bị vậy lắm. Không phải nói bạn nhiều bạn để bạn bảo chứa. Thì có thể là bảo chứa, mình đang bảo chứa bởi vì mình rút ra không được nhiều bet ngon thật, nhưng thật sự rút ra mình nhiều khi mình nói là rút ra những con bet không chơi được lại con hơn, bởi vì như thế anh em có thể đảm bảo. Bây giờ anh em chuyển nuôi vịt bầu với Masadao lên 2 con nữa thôi, về team là tuyệt vời rồi. Tí mình sẽ chỉ team cho bạn trò này luôn. Ok, giờ thì cố gắng gọi được Masadao về đã, tính tiếp anh em. Nhận quà nào. 10 mảnh đấy, nghe cháu Marshadow. Nói chung mình nói thật, con Marshadow này là mình mê từ hồi bắt đầu chơi Pokemon rồi anh em. Mình mê nó còn hơn Hoopa các kiểu mà. Hoopa các kiểu mình không mê vào con này anh em. Hoopa không bằng con này. Thật sự bản thân mình thích con này lắm nha. Có biết anh em như nào chứ mình là mình mê mẩn cháu Hoopa, cháu này lắm. Con này thì nó đánh cả đam cả cờ rít nhá, phải không nhỉ? Đâu đánh đam cho nộn, con này đánh đam đúng không mọi người? Có mỗi cái Q đây nội tại đúng không? Khi chiến đấu Masadao có mặt tăng 10% đam crit cho bản thân kéo dài. Q nó bung là toàn Q hệ đam đúng không? Cháu này mình cũng chưa tìm hiểu nhiều lắm nên mình cũng không rõ lắm, nhưng mà nếu mà đánh đam à đây. Nộn đấn nộn cháu anh em, nộn đây. Nếu như mà nó đánh đam không thì anh em có thể dùng Q dùng cái là trừ crit cộng speed nhá. Ui. Ui. Pha gì xét phải gọi là đẹp như mơ anh em, vừa nói cái ra luôn, trừ credit cộng speed luôn này mọi người. Ok, để biết chuẩn hay không, nếu không chuẩn anh em comment cho mình nó lắm, mình cũng mình mê con này thôi chứ mình chưa tìm hiểu kỹ lắm về cái tính cách của nó, nhưng mà theo mình xem bộ kỹ năng như này thì chỉ có trừ credit thôi anh em, trừ credit cộng speed để tính cách bao chuẩn cực phê rồi anh em, một phát một ra luôn nhân phẩm là đây chứ đâu. Thôi dù sao đen lắm rồi thì bạn bác giáo sư mà cho đỏ tí đúng rồi. Điều hồi nào, nhấn thuật rồi, Masadao về đội anh em. Dung sĩ của chúng ta. Nhìn người nhỏ này thôi anh em, đứng động vào có vó cả này, nó lại đấm cho một phát này đen đầu giờ. Ok, vậy là cũng đã hoàn tất rồi, gọi xong rồi các kiểu đây anh em. Giờ đi xem cháu vịt bầu. Đấy, siêu vịt bầu, con này là chơi được anh em, tính cách không trộm không chờ cũng ổn rồi. Ok, giờ thì mình sẽ hướng dẫn bạn chuột sắp team nhá. Ở cái con của bạn chuột nha thì có 2 hướng đi team, hướng PR thì vẫn cho đi với kim cương, còn còn thiết thì cho cả Acer đi theo luôn, đó là nguyên tem hồn thứ nhất, tem hồn thứ hai nè, còn là Masadao, còn là đây có thể sắp team như này đây nhá, PR đứng giữa kim cương này. Đấy, siêu rồi đây, vịt bầu một team số 2 đội tất cả đội Acer qua đây. Đấy, để tạm như này, đây là để tạm thôi, cho con Masadao vào đây. Ở đây chứ Masadao đây, Masadao vào đây. Đâu về sau có thì đổi cháu này đi, thêm hy sinh. Masadao thì lên đi với hy sinh thôi anh em, chứ Masadao nó không đi với Nuala. Chứ nó thì không thể nào đi với PR được. Còn đâu lý do vì sao không có đi với PR thì ở video tối nay mình sẽ review tổng quát, sau đó sẽ test cháu Masadao, đồng thời sẽ nói sơ lược về toàn bộ cũng như tất cả mọi cái về cháu Masadao. Anh em thấy sao về cái series sắp tới về video tối này, có gì nhầm hóng nha, lái xe nha mọi người nha. Đó, tối nay thì mình sẽ nâng cấp cũng như ấy. Còn đâu lý do không đi được với PR thì chắc là nhiều anh em biết rồi, mình cũng không cần phải giải thích nhiều làm cái gì đây. Đó thì anh em có thể hiện đọc, nếu như anh em không hiểu thì xem video tối này mình sẽ hiểu ngay. Còn ok, video rút x10 cháu Masadao con áo kíp không của mình hôm nay chắc cũng phải thành kết thúc đây thôi. Cũng quá là may mắn và hên rồi anh em khi gọi được cháu Masadao về đội này, quá là tuyệt vời. Còn đâu ví dụ như ở con ạc này đây, cũng tiện đang nói quên nó đốt cho bạn chủ ạc, chứ không tí này không nói thì bạn chủ ạc thì kiểu gì cũng hỏi. Nếu như mà em có đá truyền mà em xác định muốn truyền á thì anh nghĩ em nên truyền Acert à không quên còn Zegiroc đi. Zegiroc truyền qua cho Masadao rồi sau đó nuôi lại nó lên cũng được. Đó, bởi vì Zegiroc hiện giờ nó cũng tuy là bút thì bút nhưng mà cho mình lên cũng vẫn ngon hơn, cho Masadao lên vẫn ổn hơn nhá. Đấy, ví dụ như em có đá truyền này em có thể chuyển đây Zegiroc này, em chuyển trực tiếp qua cho cháu Masadao mới về. Đâu rồi, Masadao mới về đây. Nếu như em có đá có đá luôn này, có nguyên hẳn một bộ luôn. Đấy, như này thì quá tuyệt vời rồi, em có thể chuyển con này qua sau đó nuôi lên sau, bởi vì con Zegiroc nó chỉ một bet đi bút thôi, không nhất thiết phải nuôi đến tận bet đứng thứ 3 trong team đâu. Masadao thì một bet khá là khỏe, nuôi cố gắng lên nuôi team đứng số 2 hoặc số 1. Nếu em thích PR hơn thì nuôi mạnh PR, còn đâu nếu thích Masadao thì nuôi mạnh Masadao lên, vì là sao con Masadao nó có khả năng solo rất là khỏe. Còn đâu có gì thì hẹn gặp mọi người ở video tối nay nhé, mình sẽ nói thơ mộc và tổng quát tất cả về cho Masadao. Còn đâu video của mình hôm nay kết thúc đây thôi, hẹn gặp mọi người ở video tiếp theo. Anh em xem video về, bye bye, tạm biệt nhá, chúc anh em xem video.